bán khoai đèn. Là hiện tại là em đang ở Las Vegas, nhưng mà cái này Best Buy ở Las Vegas nha. Cho nên bây giờ phải khui hộp mới mua cái này. Cái này giá thường của nó là 169 đồng. Bây giờ hôm nay mua còn có 139 đồng thôi nhé. Không mà khui sao đây. Cười đi Quang. Tập hợp. Có đồ khui không anh? Có thể chạy. Cái này khó quá. Cái này nó dày quá. Khó khui quá nè mọi người. Nó là có cái đường cho mình khui chứ ta. Bỏ qua đi. Cái đầu nhỏ nè. Cái này là chuyên gia khui hộp. Mình khui cho đã cuối cùng cho mình khui. Thấy không? Xé thôi. Xé phụ này không? Thật sự cái này là cái hai, cái phô nha. Đây nè. Thấy chưa? Cái này cái hai, hôm nay Lộc Lát quay là mà kỷ niệm. Anh gọi Lát Vegas. Sao giống không? Hiện tại là anh Lộc Lê đang sở hữu cái tai nghe Bluetooth 2.0 hiện đại mới nhất. Đó. Cái này cái hai, cái mới nhất. Đây. Ở trong đây nó có gì nha. Ôi trời ơi. Wow, đẹp không? Đấy. À, thấy đẹp không? Cái này cái hai. Nó xí rồi. Thì cái này nó thường thường á, mình chỉ cần mình khui nó ra, bật nó lên á là trong cái con tự động nó vô thôi, chứ không cần phải setup gì hết. Thấy không? Cái này còn mới tinh nha. Đó, thấy chưa? Ôi búp. Nó bóng dễ sợ luôn nè. Thấy không? Bóng không? Bóng quá trời bóng luôn. Ủa sao cái này đèn nó màu khác ta? Anh nhớ nó đèn nó màu xanh với màu đỏ, mà sau này nó màu xanh với màu trắng trắng ha. Chưa kết nối. À, chưa kết nối. Đúng là dân chuyên nghiệp nó khác. Thử nha. Lộn bên là nai bên này nè. Đúng rồi. No right là bên này chứ. Đúng không? Đúng rồi. Chuyên nghiệp giỏi. Nó kết nối chưa? Chưa. Phải mở điện thoại anh ra kết nối mới được. Đang cầm rồi. Nhưng mà chưa bật Bluetooth lên không kết nối được. Kết nối chưa? Ok rồi. Ok. Hello các bạn. Hồi nãy thì các bạn thấy em khui cái gì ta? Cái khóa 2 ha. Cái bây giờ GoPro 8. Cái này là cái mới nhất nha. Em thì có cái GoPro 7 rồi. Bây giờ mình khui thành cái GoPro 8 nha. À, cái chức năng của thằng GoPro 8 nó cũng giống như cái 7 thôi, nó có 12 megapixel. À, 4K với lại 33 feet, nó cũng giống như cái 7 thôi, nhưng mà nó khác một cái đó là cái này nó smooth. Nó có loại này nó upgrade là 2.0 nha. Và cái này đó, cái hộp này đó, nó cho mình cái bundle này, nó cho mình cái đồ đeo, cái memory card, cái cục pin với là cái cây tay cầm. Đặc biệt là cái này hôm nay chỉ có Black Friday, tức là ngày thứ 6 mỗi năm là nó sale thôi. Bây giờ mình khui thử nha. Nó thì cái này khui sao đây? À, xé dưới đây. Đó. À, mày trời ơi quá đẹp. Thấy không? À, cái con GoPro 7 này thấy đẹp không nè? Nó còn 8 chứ không phải con 7. Đó, màu đen rất là đẹp luôn. Bây giờ mình coi thử coi trong hộp này nó có cái gì nha. Ủa, à nó có đầy đủ hết đây nè. Nó cho mình cái bộ nhớ, cái sợi dây. À, cái này là cái đồ để mà đeo lên đầu đó, mình gắn camera đó cho nó dễ thấy. Còn nữa. Ôi trời ơi. Cái tay cầm. Quá xuất sắc.
Một bộ này đó nếu như mình mua lẻ đó là khoảng đâu 500 đô. Còn cái mà mình mua nó cái combo là cái special bundle này đó là có 350 thôi, nó đang on sale. Giá của nó là 499, bây giờ chỉ còn có 349 thôi. Hiện tại là đang bán trên Black Friday, Best Buy đang bán nha. Cái này là cái cây. Rồi bẻ ra được nè. À mình cầm gì thôi. Nhìn thôi. Rồi, thôi, cái máy làm sao. Ô, nó cho mình wow, hai cục pin nha các bạn. Đó. Thấy hai cục pin không? Thường thường cái cục pin này á, là tới 20 đồng mà một cục lận. Mà hôm nay nó cho mình tới hai cục lận. Cười hoài luôn. Hay dạ. Anh chờ. Mình bỏ sao đây? Quá. Cái màu đen này nó rất là đẹp nha. Wow. Rồi. Nói chung cái này là rất là đẹp, nó đẹp hơn cái 7. Rồi, cái tặng thôi. Rồi cái 7 đâu. Rồi. Không, cái 7 là cái 8 nó khác nhau chút xíu. Đây này. Nó cũng vậy hả? Có gì khác? Nói chung thấy nó cũng giống nhau thôi. Không có gì khác hết. Coi thử cái màn hình nó rõ không nha. Biệt là cái cây này nó dính vô luôn. Trời ơi, khó mở thế. Cái này lần đầu tiên mở cho nên không có quen. Thôi, khó quá, bỏ qua đi. Wow, này nó chắc hơn cái cũ quá nha. Cái này không biết mở làm sao đâu. Cái đó nghiên cứu sao. Nói chung là cái này rất là dễ mở. Cái 8 là cái cây này nè. Nó dính vô chung là cái camera luôn. Còn cái 7 á là cái cục riêng. Thấy không? Nó khác biệt chỗ đó. Còn cái màu thì không biết làm sao, bây giờ con có biết làm sao để mở bỏ pin vô. Cái đó để tính sao đi. Rồi. Các bạn, đây là cái GoPro 8 hồi nãy định mở nhưng mà không biết cách mở. Thì bây giờ sau khi cái sự thời gian nghiên cứu đã biết cách mở rồi. Đây, mở nó ra gì mình dặn cái này trước. Là mình lấy nó ra. Cái này nó khác với là cái 7 một tí xíu. Đó, cái này mình bật xuống được, còn cái 7 không bật được. À, còn mình muốn tháo cục pin á là mình phải tháo từ bên đây. Cái chốt ở đây nè, đó cái chốt đây nè. Mình chỉ cần kéo nó lên, nhảy nó ra. Đó, giờ mình bỏ cái cục pin mình vô đây. Đó. Còn cái chỗ này là cái chỗ để sạc pin nha. Đó, sạc pin nằm đó. Thì mình bỏ cái thẻ nhớ nó vô đây thì là xong. Giờ mình cứ đóng lại thôi. Đây là cái phân biệt của hai cái màn hình. Cái màn hình này là của con GoPro 7. Và cái màn hình này là của con GoPro 8. Không biết có phân biệt được không nữa. Okay. Cái đó của con 7 nè. Cái này của con 8. Cái con 8 á, mình nhìn bên ngoài á, thì mình thấy nó, cái nét của nó đó rõ hơn.
còn vô qua cái video thì nó không có được đẹp lắm. Đó, cái này là của con, cái màn hình của con 8. Còn đây là cái màn hình của con 7. Cái con 8 thì nó sáng hơn một chút xíu, nhưng mà bây giờ giá cả nó ngang nhau có mấy chục đô thôi. Thì nếu như mình có mua thì mình nên mua cái con 8 nha. Con 8 thì nó mới hơn, nó mới ra còn chừng tháng thôi. Nè các bạn thấy không? Cái con 8 á, thì nó rõ nét hơn là cái con 7. Đây con 7 nè, nó không có rõ nét bằng con 8 nè. Thấy không? Nè, nó rõ nét hơn. Thấy không? Em cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip đập hộp nha. Cái đầu tiên, cái clip đầu tiên đập hộp là đập cái AirPods 2, còn cái này là đập cái GoPro 8 Pro 7 mới ra nha, mới ra cách đây cái chừng tháng à. Cảm ơn các bạn nhiều lắm và nhớ đăng ký để mà theo dõi cái video clip mới kế tiếp nhé. Bye bye.